Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại kênh Ngoài Channel. Và trong ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện của mình. Đó chính là mình vừa sắm chiếc laptop, giá thành nó hơi cao một tí. Tuy nhiên thì kích thước cũng như là cái khả năng hiển thị nó hơi bị hạn chế. Thế nên cái việc mà mình sử dụng để gõ văn bản này, giải trí nó cũng hơi bị cần cấn. Thì mình quyết định mình sẽ sắm thêm một chiếc màn hình phụ, đó chính là chiếc màn hình ViewSonic có bên tay trái của mình đây, VX2118P. Thì đối với chiếc màn hình này, chắc là mình cũng đã review cho bạn quá nhiều lần về những cái tính năng của màn hình này, về cái chế độ bảo vệ mắt hay cũng như chúng ta điều chỉnh các thông số màu. Thì chủ yếu trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái trải nghiệm của mình khi sử dụng hai màn như thế này nhá. Intro thôi. Ok, mà như các bạn thấy đây thì đối với cả chiếc màn hình ViewSonic VX2118P của chúng ta thì sẽ cho một cái góc decor trông khá là gọn và trông nó sạch ấy. Đặc biệt là chúng ta ngồi chân đỡ chữ V này, nếu mà bạn không thích các bạn hoàn toàn có thể thay thành một chân nam để cho khiến cái góc decor, góc gaming và góc làm việc các bạn trở nên gọn gàng hơn. Và cũng đã khá nhiều lần khi mà mình nói chuyện với các bạn về cái việc mà sử dụng chiếc màn hình này để setup, thì ngày hôm nay thì mình đã mang trực tiếp chiếc laptop lên để có thể cho các bạn xem là khi mà chúng ta sử dụng hai màn hình như vậy thì cái trải nghiệm người dùng cũng như là những cái setting trực tiếp trên ViewSonic 2718P sẽ có những gì mà để chúng ta phù hợp với cả macOS cũng như cả Windows nhé. Rồi và nếu các bạn ý thì chúng ta có tổng cộng là cái 5 nút bấm ở dưới này. Hơi tiếc một tí là chúng ta không có nút joystick để điều chỉnh một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì không sao cả, các bạn hãy chọn cho mình tùy một cái nút nào đấy các bạn muốn. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số những cái điều chỉnh thông số như là input này, audio này, color này. Thì các bạn hãy ấn cho mình phần view mode. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng khoảng 3, 6, 9 option khác nhau. Từ mức standard này, dành cho anh em thích FPS, RTS, mobile, movie, web, văn bản và kể cả dành cho MacBook nữa. Thì tùy các bạn sử dụng cái chế độ nào phù hợp nhất cho cái mục đích dùng của bạn thì các bạn cứ sử dụng thôi. Còn là mình, một người hay phải gõ văn bản nhiều thì mình sẽ chọn thứ nhất là một là text, hai là web. Tại vì cái chế độ web thì mình để ý rằng là nó sẽ tăng cái độ sáng của màn hình khá đáng kể để giúp các bạn đọc được nhiều cũng như là khiến cho mắt của mình kiểu nó dễ chịu hơn. Thì đấy là tùy theo cái mục đích của bạn. Còn tiếp đến thì về cái phần điều chỉnh giữa hai thiết bị với nhau, giữa chiếc laptop và chiếc màn hình, thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 chế độ điều chỉnh khác nhau. Chắc cái này cũng bạn cũng biết rồi. Mình cũng sẽ cho xem qua một số cái thao tác để chúng ta thay đổi phù hợp nhất với cái mục đích các bạn nhé. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh là 3 gọi là cách chuyển đổi khác nhau. Thì một là các bạn có thể biến hai chiếc màn hình của chúng ta trở thành với gương, nó kiểu là phản chiếu. Nhưng màn hình chúng ta sẽ hiển thị những gì ở laptop chúng ta hiển thị nó phản chiếu lẫn nhau. Thì cái kiểu như này sẽ khiến cho các bạn vẫn có thể sử dụng song song cả hai thiết bị cùng lúc thì và hiển thị tất cả nội dung nó giống nhau. Còn nếu các bạn muốn làm như kiểu là một bên sẽ là văn bản này, một bên sẽ là thông tin thì các bạn có thể vừa đối chiếu vừa làm việc. Thì các bạn chọn cho mình vào cái chế độ là Extend. Đấy, Extend thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc laptop của mình để viết văn bản. Còn đối với chiếc màn hình của mình thì các bạn có thể để những cái thông tin về những cái bài báo hay những cái bài văn hoặc một số những cái tài liệu học tham khảo để các bạn có thể đối chiếu giữa hai chiếc màn hình với nhau. Thì đấy là một cách có thể khiến cho các bạn làm việc nó cảm thấy thoải mái hơn và một phần nào đấy nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ thì mình sẽ ví dụ trực tiếp cho các bạn luôn. Mình thì vẫn đang đi học, vẫn là sinh viên, nên cái việc mà mình phải làm những deadline cũng khá là quan trọng. Mà thường ấy, khi mà mình sử dụng mỗi chiếc laptop của mình không thì mình cảm giác là cái khả năng mà mình đón nhận được thông tin nó khá là ít. Mình phải chuyển các tab rất là nhiều để mình có thể gõ này, mình nốt lại thông tin ý chính, rồi thì kể cả những cái bài tập trên trường. Vậy nên khi mà mình có thêm một chiếc màn hình phụ, mình cảm thấy rằng là chúng ta có thể thao tác được rất nhiều cách khác nhau. Như một máy ở đây mình sẽ để là file Word, còn lại mình sẽ để là Excel. Thì cái việc mà các bạn sử dụng để phân tích các dữ liệu thông tin từ Excel rồi các bạn gõ sang Word một cách nó dễ dàng và một cách nó nhanh chóng hơn. Tiếp đến thì chắc là mình sẽ nói qua đôi chút về cái cách các bạn làm về một số ứng dụng như kiểu là Premiere hay là Photoshop. Và ban nãy thì mình đã chứng minh cho bạn xem rằng là khi mà chúng ta sử dụng những cái app mà để phục vụ cho cái nhu cầu anh em làm việc này, edit video thì trông cũng rất là sành điệu khi mà chúng ta có hai màn hình. Một màn hình thì mình để dùng để điều chỉnh những cái thông số liên quan tới scale này,
rồi thì điều chỉnh liên quan đến video, còn lại thì mình sẽ làm màn để làm preview, thì chúng ta sẽ có một màn hình nó rộng hơn để chúng ta có thể nhìn một số chi tiết nhỏ các bạn không để ý kỹ chẳng hạn. Thì mình cá nhân mình nghĩ rằng đây sẽ là một chiếc màn hình mà có thể khiến cho các bạn làm việc tối ưu hơn, bởi vì chúng ta thứ nhất chúng ta có tần số quét là 165Hz này, chúng ta có độ trễ dưới 1 ms, cũng như một số cái tính năng màn hình khác thì mình cũng đã nói rất nhiều qua những cái video trước rồi. Bây giờ thì mình chuẩn bị chơi cho các bạn trận cờ sau Liên Minh. Thì cái việc chúng ta dùng được hai màn thì nó có ích như kiểu là các bạn một màn sẽ dùng để chơi, một màn còn lại anh em xem chiến thuật này, xem phân tích đội hình, hoặc là anh em có thể stream kiểu một máy check comment, một máy chơi kiểu đấy. Nói chung là có rất nhiều những cái tiện ích mà khi mà chúng ta dùng hai màn hình. Vậy nên các bạn hãy tối ưu tận dụng tất cả những cái tính năng đấy để cho chúng ta có cái trải nghiệm người dùng tốt nhất. Ở bên trên thì mình cũng đã vừa test cho anh em, thứ nhất là về làm việc này, học tập và kể cả giải trí. Thì khi chúng ta có chiếc laptop mà có thêm một chiếc màn hình phụ với kích thước 27 inch với rất nhiều tính năng hay như là tần số quét 165Hz này, độ trễ dưới 1 ms, thì tất nhiên là cái trải nghiệm nó sẽ sướng hơn rất nhiều nếu em chỉ sử dụng mỗi cái chiếc laptop mềm mà thôi. Ngoài ra thì đối với chiếc màn hình này thì chúng ta còn có thể lắp thêm cả ARM nữa như mình nói đầu video, thì hoàn toàn các bạn có thể khiến cho góc làm việc, góc học tập hoặc là góc gaming của bạn trông nó gọn gàng hơn. Và chiếc màn hình ViewSonic VX2718P của chúng ta hôm nay thì với mức giá nó rất là yêu thương, loanh quanh ở hơn 4 triệu đồng một tí thôi. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm thì mình sẽ link mô tả cho anh tham khảo. Các bạn đừng quên để một like, share và subscribe Hòa Channel để không bỏ lỡ chương mục mới nhất tới bọn mình nhé. Peace out.